Chỗ này ngày hôm nay đã ngập nước ghê. Trời mưa 30 phút to to một xíu là nước lênh láng giống như Thủ Đức. Ở cái khu vực này nó rất là ít nhà cho thuê á. Có lẽ là ít nhất ở khu vực Gò Vấp luôn á. Cà phê Katina. Em mau ở phải ngay chỗ công viên làng hoa này. Đi thẳng thì chúng ta đi về hướng Quang Trung á. Đây, công viên làng hoa. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em đang đứng trên con đường Lê Đức Thọ, khu vực Gò Vấp, phường 13. Và phía sau lưng của em là ra ngã tư Tân Thế Hiệp, cầu vượt Tân Thế Hiệp ngay chỗ cái quốc lộ 1A, tức là xa lộ Đại Hàng ngày xưa đó. Phía trước này thì chúng ta sẽ đi về cái cầu cù tới cái mũi tàu của con đường Lê Đức Thọ và con đường Lê Văn Thọ. Và hôm nay thì em xin được mời cô bác anh chị chúng ta dạo từ vị trí này về khu vực con đường Lê Văn Thọ và hướng đi về làng hoa để cập nhật một vài cái hình ảnh cuộc sống của người dân mình ngày hôm nay ở khu vực Gò Vấp nói chung cũng như là khu vực làng hoa nói riêng. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an và thật là nhiều sức khỏe và có những cái giây phút dạo phố ngắm cảnh Sài Gòn mình. Bây giờ là 10 giờ kém 5 rồi. 10 giờ kém 5 ngày hôm nay là ngày 2 là ngày 13 tháng 12 ngày 14 tháng 12 năm 2023. Bên trái của em là nhà thờ đang phí Noel lộng lẫy quá. Hôm nào chắc phải chạy ra ngoài này lại một lần ban đêm cập nhật các cái hang đá ở đây. Nhà giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình Lê Đức Thọ. Rồi em đi tới cầu cuộc nha. Ở đây có cái cầu cuộc và chạy về hướng của Lê Văn Thọ. Cái clip này có thể thì em sẽ up lên kênh trễ một vài ngày á, tại vì cuối tuần này em có một chuyến đi về Phan Thiết, mong cô bác anh chị thông cảm. Đây là con đường Lê Đức Thọ mới làm sau này đẹp hơn ha, đẹp hơn Lê Đức Thọ ở mé sắm mới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên cái cầu cuộc đây nè. Đó, đây là cầu cuộc này. Em cũng không biết ngày xưa có thể là tới đây là cuộc, qua cái cầu này là không có đường đi hay sao, sao rồi người ta mới đặt tên là cầu cuộc. Có thể là như vậy, hợp lý. Đó, ở đây là một cái mũi tàu ha. Bên trái thì chúng ta đi Lê Đức Thọ về ngã tư Sắm Mới. Bên phải đây thì em sẽ mời cô bác anh chị đi con đường Lê Văn Thọ hướng về công viên làng hoa. Đường này thì em cũng ít đi, hướng đi về Quang Trung đó. Hôm nay mời cô bác anh chị đi dạo phố cập nhật một chút cái hình ảnh phố xá ở đây như thế nào. Đoạn này có hàng cây rất là đẹp ha. Con đường Lê Văn Thọ ngày hôm nay thì ngoài việc buôn bán sầm uất thì còn ngập nước nữa ha. Ngày nay ngập nước rất là nhiều luôn. Ở đây có cái hàng cây mát quá trời. Đây là trường Nam Việt tiểu học và trung học cơ sở. Hàng cây mát giống như mình đang đi trong mấy cái khu nhà phố biệt thự gì đó. Ở đây người ta buổi sáng người ta phân phối rau củ, phân phối sỉ với cô bác anh chị. Nếu mà đi tầm khoảng 8 giờ sáng là thấy ở đây người ta vẫn còn những cái vựa rau rất là lớn.
phía trước là chúng ta sẽ giao với con đường Phạm Văn Chiêu. Đây là thuộc phường 14 này, phường 14 Gò Vấp. Cho thuê nhà, một cái điều thường thấy ngày hôm nay nếu đi ra ngoài đường. Ở đây là có một cái ngã ba nha. Đó, ở đây rau củ rất là nhiều, bán giống như là bán sỉ vậy đó. Hẻm 549. Rồi, đây là con đường Phạm Văn Chiêu. Đường Phạm Văn Chiêu này thì bên tay phải chúng ta sẽ về Quang Trung, nối tiếp đường Phan Huy Ích về Trường Chinh, cầu Thăm Lương. Còn bên trái thì chúng ta sẽ hướng xuống đường Thống Nhất hoặc là ngã tư Sắm Mới. À, chỗ này người ta gọi là ngã tư chợ rau đó. Cũng rất là nhiều kỷ niệm một thời sống ở Gò Vấp. Em hay đi công viên làng hoa lắm. Một thời gian thì đi sáng, rồi một thời gian thì đi tối. Chỗ này ngày hôm nay đã ngập nước ghê. Trời mưa 30 phút to to một xíu là nước lênh láng giống như Thủ Đức. Ôn lại một chút cái hình ảnh kỷ niệm ở đây. Rau nè, rau dưới đường còn nhiều. Sáng ngày rau đổ đống ở đây. Vô mùa mưa thì người dân hai bên đường ở đây người ta buôn bán cũng rất là cực khổ, ngập nước nhiều đó, chạy cuồn cuộn luôn. Bây giờ hết mùa mưa rồi, đỡ rất là nhiều. Vô mùa Tết lo làm ăn buôn bán, hai bên rất là nhiều quán ăn và nhiều bán rất là nhiều cái đồ dùng luôn, từ vật liệu xây dựng, tạp hóa. Cái con đường này sắt thép, vật liệu xây dựng cũng nhiều. Ngày trước ở bên này thì em thường ra đây mua đồ, quảng cáo, đèn led. Nói chung khu xóm này khá là nhộn nhịp sầm uất á. Tí xíu nữa em về hướng cây trâm để xem thử coi cuộc sống ở đó như thế nào. Trời đang có nắng gắt luôn á. Mấy hôm nay Sài Gòn mình rơi vô những cái ngày nắng rất là gắt, kỳ cục lắm. Người ta dự đoán là tới tháng 12, tới giữa, tới cuối tháng 12 vẫn vậy. Nắng gắt. Bê thui cậu móng. Sao bê thui cậu móng lọt vô tới đây vậy? Ở ngoài quê em, người dân thường gọi là con me chứ không gọi là con bê. Con me. Con bò con mới đẻ ra đó, lớn lớn chút xíu gọi là con me, không gọi là con bê. Ở đây buổi tối nếu mà về á, chúng ta sẽ thấy cái cảnh lên đèn náo nhiệt, ăn uống lộn nhịp lắm nha. Hai bên đường người ta bán đồ ăn không. Ban ngày mà chúng ta thấy cũng còn rất là nhộn nhịp như thế này thì ban đêm khỏi nói rồi. Làng hoa đó, cô bác anh chị hoặc là các bạn có ai mà ở khu này thì sẽ biết đường Lê Đức Thọ này ban đêm nó như thế nào. Cuối năm rồi, ai cũng tất bật buôn bán làm ăn. Xung quanh đây có nhiều đường số lắm. Ở
cũng có cái hàng cây mát mẻ đó chứ, không dày lắm nhưng mà chạy một khúc lại có một khúc. Cùng là Gò Vấp nhưng mà cô bác anh chị thấy đường Quang Trung nó rất là thê thảm, thì cái con đường Lê Văn Thọ này cho tới thời điểm hiện tại em thấy là ít nhà cho thuê lắm, có chứ không phải không nhưng mà ít. Thấy cuộc sống của người dân mình buôn bán ở đây cũng nhộn nhịp, cuối năm ha, ai cũng buôn hàng, mở cửa buôn bán. Cơm gà, xôi gà xá xíu. Vậy chứ quay đi quận lại em cũng thấy cho thuê mặt bằng cũng nhiều. Bắt đầu càng đi lên trên này hình như là càng nhiều á. Chủ yếu là mấy cái kho, xe rất là đông. Chạy một chút nữa là chúng ta ra tới công viên Làng Hoa, có con đường Nguyễn Văn Khối được 200 ngày trước á. Đây có cái điểm bán sữa bò tươi của nông dân Củ Chi. Không, xe cộ rất là nhộn nhịp. Ban ngày mà thấy buôn bán rất là nhộn nhịp, kể cả quán ăn nha. Ban đêm thì chắc là còn nhộn nhịp hơn như thế này nữa. Đặc biệt khu Gò Vấp ngày hôm nay đang vào cái thời điểm mà sóng đạo lên đèn Noel, người người nô nức đi chơi đó, rồi ăn uống ban đêm nữa. Cô đi mua ve chai, sáng giờ được một xe rất là to ha. Bên này thì nói chung là không có nhiều cái quán karaoke, em thấy chỉ có một vài quán thôi, một vài chỗ người ta kinh doanh karaoke mà. Và bây giờ cũng ế dữ lắm, hình như là người ta cũng làm biến đi hát hò rồi đó. Ở đây là con đường Nguyễn Văn Khối rồi, và phải là ra ngã ba cây trâm. Rồi bây giờ em mời cô bác anh chị đi Nguyễn Văn Khối nha. Nó được cây trâm cũ ngày trước á, ở ngay cái góc này nè, cái góc bên trái của em này. Đây ngay chỗ này là ngày trước là một cái quán karaoke rất là to, bây giờ thì người ta dẹp nghỉ đây, thành cái quán cà phê Catinat. Em quẹo phải ngay chỗ công viên Làng Hoa này, đi thẳng thì chúng ta đi về hướng Quang Trung á. Đây công viên Làng Hoa, và con đường này là cái con đường ngập triền miên khói lửa này, ngập tam bành thế giới. Mưa một cái là ở đây toàn bơi không á. Công viên Làng Hoa vẫn như xưa, ngày xưa em hay đi tập thể dục ở đây. Đó, quán xá hầm rượu rồi ha. Hầm rượu. Ở mình bây giờ rượu là phải uống bằng hầm á. Mà ngày nay đo nồng độ cồn dữ quá cho nên là mấy cái quán nhậu cũng ế theo. Hướng này thì chạy ra con đường Phạm Văn Chiêu. Cơm gà Phú Yên cháo gọi chỗ này sao nhiều anh đi mua đồ ghê. Cơm tấm này nhiều anh ráp rồi đó, cơm tấm đó ha. Tàu hũ ba rất là nhiều quán ăn. Ở đây cũng cho thuê mặt bằng đó, con đường Nguyễn Văn Khối cây trâm ngày xưa, bạn này mới vừa cán một lớp nhựa lên. M
mì cay. Ô, rất là nhiều quán ăn, nó nổi lên như một cái khu ăn uống vậy. Đây còn có mấy cái con đường số nữa nha. Vào vào là vào các cái khu dân cư cũng mới sau này. Quán này thì chuẩn bị khai trương, đang sửa lại. Đó, cuối năm thì cũng có những cái hoạt động nhộn nhịp một chút để làm ăn kinh doanh. Cháo hỏi, bánh hỏi, thịt nướng. Quá trời quán xá. Mì quảng. Cả hai bên thì em thấy là rất là nhiều quán ăn buổi sáng. Ăn sáng ăn trưa luôn chứ, bây giờ bán tới trưa luôn rồi. Lâu lắm rồi à, em chưa có đi về con đường này mà cũng không có quay con đường này luôn. À, hôm nay mời cô bác anh chị đi một chuyến về đây, cập nhật cái con đường Nguyễn Văn Khối Cây Trâm này. Cô bác anh chị xem clip có ai ở đây thì có thể để lại cho em một cái bình luận nha, xem cái tình hình ngày hôm nay ở cái khu này như thế nào. Em thấy thì không có nhiều nhà cho thuê. À, có nhưng mà ít thôi. Còn người dân hai bên thì buôn bán làm ăn khá là nhiều. Như cô bác anh chị thấy cũng rất là ít cái nhà đóng cửa, chỉ có các quán nhậu quán đồ như thế này thì tối người ta mới mở. Đó. Đa số là mở cửa làm ăn hết. Đồ ăn, thức uống, rồi giặt sấy, rồi các cái dịch vụ khác đầy đủ. Cơm bún đồ quá trời luôn. Bánh cuốn, phở bò, đồ ăn quá trời luôn, ngập tràn luôn. Để ra ban ngày mà đếm không hết. Ban ngày mà vẫn thấy người ta bán đồ ăn rất nhiều. Chứng tỏ là khu bên này, khu làng hoa này làm ăn tốt, chứ không có khu như khu Quang Trung. Qua khu Quang Trung của bác anh chị sẽ thấy nó thê thảm, khủng khiếp luôn. Nhà cho thuê hàng loạt. Khu Quang Trung nó nát tươm như thế nào thì cái khu bên cây trâm này nó đỡ như thế này, nó đỡ lại rất là nhiều. Quán xá nhiều, ít có cho thuê mặt bằng. Rồi xong, ủ hồn. Quán bánh canh cá lóc. Bánh canh cá lóc. Bánh tráng phơi xương trộn. Có gió, hôm nay tự nhiên thấy gió nổi lên nè. Không biết là hả, chiều có mưa hay không. Sáng nay thấy gió thổi vi vu lá bay. Hủ tiếu mực mở cửa nha, tức là những cái quán ở đây em thấy là giờ là người ta mở cửa từ sáng tới giờ luôn á, ít có quán đóng lắm, các quán ăn là gì cũng vậy. Bia tươi sáng sớm một quán bia tươi, có quán cà phê nữa, sáng sớm người ta vô thì uống cà phê, tới uống bia tươi. Đình An Hội bên trái của em này, uống bò kho, bánh mì ngon lành á. Cũng nhiều quán cà phê. Hôm nào có dịp về đây ban đêm, mời cô bác anh chị dạo phố ban đêm ở đây. Chắc là đông đúc nhộn nhịp lắm á, lên đèn thì cũng rực rỡ sáng trưng. Đây sang quán, chắc nãy giờ là được có cái quán này sang quán thôi. Đó. Ngang 10 m, dài 17 m.
cái quán này đang sang quán. Rồi, có mấy anh chị cập nhật, có ai muốn tìm quán mở quán thì quán này có đầy đủ rồi. Sang nguyên cái quán luôn. Đây là cái nơi ít có bán nhà, bán nhà cho thuê, ít nhất chắc là của ít nhất của Gò Vấp. Dạ thưa cô bác anh chị, mời cô bác anh chị tiếp tục lang thang. Đang chạy ở đây thì trời nắng nóng quá, nó tắt cái camera. Hồi nãy em đang nói đến cái việc là ở cái khu vực này nó rất là ít nhà cho thuê á. Có lẽ là ít nhất ở khu vực Gò Vấp luôn á, so với các cái con đường như Quang Trung ha, là rất là nhiều nhà cho thuê. Ở đây thì ít, khu cây trăm. Đường này là đường Nguyễn Văn Khối, hồi nãy giờ em đang chạy đây là phường 8 Gò Vấp. Em đang đi hướng thẳng ra ngoài con đường Phạm Văn Chiêu nha, hướng thẳng ra đường Phạm Văn Chiêu. Nhà cửa hai bên nhiều chứ, làm ăn buôn bán cũng nhộn nhịp. Chỉ có thấy là cho thuê phòng trọ thôi, còn cho thuê nhà thì chỉ có 2-3 căn, cũng không có nhiều lắm. Đây có một căn cho thuê nhà nguyên căn. Phía bên này thì bò né, có quán bò né. Hôm nay trời rất là nắng, càng về trưa thì lại càng gắt. Bây giờ là khoảng 10 giờ 21 phút này. Càng về trưa là sẽ càng gắt. Đoạn trên này thì nhìn thấy vắng hơn so với đoạn dưới công viên làng hoa đi lên. Cũng ít quán nhậu, khu này nó nhộn nhịp bởi cái quán ăn thôi, quán ăn bình thường, ít có quán nhậu. Có mấy cái beer club thì tối mới đông. Cơm tấm cây trăm 25 ngàn. Đường này là Nguyễn Văn Khối ngày hôm nay đó, lúc trước nó là cây trăm, không biết sao người ta lại đổi qua Nguyễn Văn Khối, tại vì em thấy cũng không có gì phải đổi hết. Ở đây cũng rất là nhiều quán cà phê, khu làng hoa, khu cây trăm, nhiều quán cà phê lắm nha. Phía trước là em chạy ra ở con đường Phạm Văn Chiêu. Đó, ngã ba cây trăm đó. Ở đây phải thì chúng ta sẽ đi về hướng của nhà tư sống mới ha. Còn vào trái thì chúng ta sẽ ra Quang Trung. Đây, em sẽ vào trái ra Quang Trung. Trên con đường nối liền với con đường Phạm Văn Chiêu, tức là con đường Phan Huy Ích, ngày hôm nay thì có cái siêu thị E-Mart mới vừa mở ra đó. Hôm trước khai trương thì em không có qua được, cũng đông lắm nha. Nhưng mà như cô bác anh chị thấy đó thì chủ yếu là người ta đi chơi nhiều quá nha, với lại mới mở ra nó còn giảm giá rẻ đó, giảm giá hầu như là 50% á.
cho nên là nhiều người đi đi là vậy, chứ ít hơn nữa xong xuôi thì nó cũng đâu cũng vào đấy thôi. Siêu thị thì chủ yếu vô để trốn nắng, có chỗ ăn, có chỗ chơi thoải mái, con cái chạy lòng vòng. Chứ ngày hôm nay là đang trong cái mùa khó khăn lắm á, làm ăn thất bát, mua sắm cái gì cũng e dè tính toán. Lúc này em đang chạy ra đường Quang Trung nha, hết đường rồi cho nên là chạy tiếp tục ở đây thôi. Một đoạn, cái đoạn này thì hồi trước là em vừa mới đi luôn á, chắc là tuần trước, thứ tư thứ ba gì đó tuần trước. Quán cà phê trời đang nắng quá. Rồi em sẽ quẹo bên mé tay phải, à tay trái chứ, tay phải thì lên hướng cầu Chợ Cầu. Em cũng chạy một chút xíu nữa thôi và cũng tạm dừng các clip của mình luôn. Đây là khu vực trường học à. Wow, trời rất là nắng nha. Rồi, em sẽ quẹo trái đi thẳng là Phan Huy Ích ra đường Chinh. Rồi trái này xuống cả năm chuồng chó đó của bác anh chị. Như em chia sẻ lúc nãy á, cái con đường Quang Trung này ngày hôm nay nó te tua dữ lắm. Nó nhà người ta bán cho thuê quá trời luôn. Hồi sáng em mới chạy ngang em thấy càng ngày nó càng nhiều đèn đặt hai bên đường. Không hiểu tại sao ngày hôm nay nó ghê như vậy. Trời nắng đi mất nước khô cổ. Tính ra quay trời mưa rất là thoải mái á, mát quá trời mát luôn mà nghe tiếng mưa rơi lộp đập vui tai. Trời nắng đi hóc ghê luôn. Rồi em đang chạy hướng xuống ngã năm chuồng chó trên con đường Quang Trung. Con đường Quang Trung trước năm 75 là một con đường nhỏ thôi, đất đá thôi. Để dẫn chúng ta đi ngược sau lưng là về khu vực trung tâm huấn luyện Quang Trung đó. Và cũng là con đường hầu như là cô bác anh chị muốn lên trung tâm huấn luyện là sẽ đi con đường Quang Trung này ha. Ngày hôm nay trên con đường này nó te tua quá trời, te tua luôn, nhà cho thuê rất là nhiều. Trung tâm điện máy huyện Kim đó. Điện máy ngày hôm nay thì em thấy là cạnh tranh tàn khốc lắm,
giảm giá, đua nhau giảm giá, người tiêu dùng thì cũng có lợi nhưng mà mấy nhà kinh doanh là từ chết tới bị thương trong cái giai đoạn rất là khó khăn. Hướng này là em chạy xuống á. Đúng rồi, hình như hướng này là chạy xuống làng SOS Gò Bóc. Đây là siêu thị điện máy nội thất chợ lớn ha. Siêu thị điện máy nội thất chợ lớn. Nội thất chợ lớn này cùng với Nguyễn Kim cũng là hai cái đơn vị mà rất là trầm lắng luôn. Chỉ có Thế Giới Di Động là họ điện máy xanh đó, rất là rôm rã. Nhưng mà điện máy xanh Thế Giới Di Động thì hôm trước cắt giảm cả 200 cái cửa hàng đó, và bắt đầu đã cắt giảm rồi từ giờ cho tới cuối năm. Cho thuê mặt bằng đó rất là nhiều luôn. Mấy cái mặt bằng to to nè. Trời nắng quá. Thôi, em sẽ nghỉ chân ở đây và chắc là em cũng xin được tạm dừng các clip luôn. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày thật là bình an, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Em dừng chân nghỉ ở đây kiếm chai nước uống, khát nước quá. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Dọc xe cứ trôi đi như vậy, anh xe ôm mới chạy vô nằm ngủ. Nghỉ ngơi, chờ cuốc.